Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tuần của chung cư Cang Nam. Kính thưa quý cư dân, để đảm bảo chất lượng dịch vụ an toàn khi vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị chữa cháy trong tòa nhà, ban quản lý phối hợp giữa kỹ thuật PMC với các nhà thầu an ninh làm sạch tiến hành đi kiểm tra định kỳ toàn bộ trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Kính chào quý vị và các bạn. Đây là tổ điều khiển bơm chữa cháy thân thượng. Ta tiến hành kiểm tra xem các thiết bị trong có hoạt động bình thường hay không. Ta kiểm tra tổng quan thấy tất cả đều trạng thái bình thường. Sau khi ta kiểm tra xong, ta kiểm tra chế độ đang để ốc hôm nay là men. Ở đây ta thấy tất cả đều chế độ bình thường. Còn đây là bơm chữa cháy thân thượng gồm bơm tính và bơm dự phòng. Ta vào và kiểm tra xem đồng hồ áp bao nhiêu cân. Sau khi kiểm tra xong, ta ghi vào form kiểm tra. Sau khi ta ghi trong áp suất của hai bơm trên đồng hồ cơ, ta tiến hành kết bơm, tăng bơm lên. Tiếp theo ta kiểm tra, đây là ở tổ bình chữa cháy. Thưa các bạn, đây là bình chữa cháy SNAF bằng 1 hết tay. Ta tiến hành ta kiểm tra xem đã đánh dấu kiểm tra. Ta kiểm tra là bình cứu hỏa tốt, đầu áp suất chỉ một thanh còn tốt. Ta kiểm tra của cái bức tường xem năng ngoài có mọt nhà hay chưa, có chặt chẽ hay không, các măng năng xem có bị vỡ cách phải hay không. Ở đây là thấy tất cả đều tốt. Đây là tủ mô đun cầm tay cầm gà. Ta kiểm tra tất cả đây đều hoạt tốt, chặt chẽ vững vàng. Còn đây là quạt đèn, thấy sạch sẽ tất cả. Tiếp theo ta kiểm tra đây là tủ điều khiển báo cháy. Trước tiên ta kiểm tra trên màn hình điều khiển xem có gì bất thường hay không. Ở đây ta thấy tất cả bình thường, không có lỗi gì cả. Sau khi kiểm tra xong, ta quan sát kiểm tra xem. Tiếp theo ta kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy Kimmler cấp từ tầng cho 23 và lên tầng 48. Ta kiểm tra bằng mắt quang, kiểm tra đồng hồ áp suất ta có bình thường hay không, kiểm tra trạng thái tay ba mươi lưng mở và kiểm tra các đây là tổ điều khiển bơm cháy Kimmler cấp cho 23 lên 48. Ta kiểm tra xem có bị tắc đường hay không. Trạng thái mưa tắt auto đang bật tổ tất cả đều bình thường. Còn đây là hệ thống chữa cháy cách tường khi ở nam từ 23 lên tầng 48. Ta kiểm tra bằng mắt thường chắc không bị tắc đường hay không. Đồng hóa tốt. Chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn về công tác kiểm tra hệ thống phòng cháy trong tòa nhà. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.